Chào mừng anh em đã đến với Anime Ninki. Tớ là Kiều Phong. Chúc anh em luôn có sức khỏe và niềm vui nhé. Không dài dòng nữa, tớ vào thẳng vấn đề luôn đây. Trong video ngày hôm nay, tớ sẽ giới thiệu cho các bạn về Rasengan và bốn biến thể kết hợp giữa hai người mạnh mẽ nhất của Rasengan đã từng xuất hiện trong anime ngoại và chính truyện Naruto nha. Mời anh em thư thả thưởng thức. Rasengan, âm Hán Việt là Loa Toàn Hoàn, là một chiêu thức rất mạnh được tạo ra bởi Hokage điện tử Namikaze Minato dựa trên các bom vĩ thú. Ông đã dành 3 năm để tạo ra Rasengan. Giống như nhiều thuật của Minato, Rasengan không yêu cầu thủ ấn để thi triển. Sau khi nhào đạn xong, Rasengan cũng không cần chakra thêm vào để duy trì. Có nghĩa là không có giới hạn số lượng quả cầu Rasengan có thể tạo ra. Mặc dù hình dạng của Rasengan luôn là khối cầu, nhưng kích thước của nó có thể thay đổi tùy ý. Kích thước càng lớn thì nó càng mạnh. Chiêu thức này có thể nghiền nát mục tiêu tại điểm tiếp xúc và đẩy họ theo quỹ đạo xoay của quả cầu. Với thế mạnh của mình, Rasengan đã trở thành một di sản được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và hiện tại đang được xem là những thuật đặc trưng của cha con Naruto và Boruto. Rasengan yêu cầu khả năng kiểm soát chakra cực kỳ tinh vi, điều mà rất ít ninja tự nhiên có được. Vì lý do này, Rasengan rất khó để lập chủ. Để giúp người khác có được sự kiểm soát chakra một cách dễ dàng, việc học cách sử dụng Rasengan được chia thành 3 bước. Đầu tiên là học cách xoay chakra của họ theo nhiều hướng cùng một lúc. Tiếp theo là học cách tăng khối lượng và mật độ chakra mà họ học xuất ra từ bước 1. Và bước cuối cùng, người dùng cần kết hợp hai bước trên để tạo thành một quả cầu chakra mang tên Rasengan. Tuy nhiên, việc hoàn thành bước cuối cùng này được cho là giai đoạn khó nhất. Cả Naruto và Konohamaru đã đẩy nhanh quá trình học bằng cách tạo ra các phân thân hỗ trợ. Nhưng sau cùng thì cả hai đã học được mà không cần dùng tới các bản sao phân thân nữa. Cải tiến và nâng cấp. Thông thường có hai phương pháp để tăng khả năng sát thương của Rasengan tiêu chuẩn, đó là tăng kích thước lớn hơn hoặc tạo ra nhiều Rasengan cùng lúc. Ngoài ra, lúc sinh thời, Minato đã có ý định kết hợp Rasengan với các nguyên tố khác và anh cho rằng đây thực sự là một việc làm khó đối với anh. Kakashi cũng đã thất bại trong việc kết hợp Rasengan với chakra hệ nôi của mình, từ đó khiến Kakashi phát minh ra Chidori. Với rất nhiều bản phân thân cùng sự hỗ trợ từ thầy Kakashi và Yamato, thì Naruto cuối cùng cũng đã có sự kết hợp thêm hệ phong vào bản Rasengan của mình. Các tiền bối cha ông vất vả là vậy. Cậu nhóc Boruto thì đơn giản chỉ là vô tình đã có thể kết hợp được hệ nôi với Rasengan. Quả thực là một fan chơi trội của Kodachi phải không anh em? Khi ở trạng thái hiền nhân hoặc chế độ sử dụng chakra của cửu vĩ, thì Naruto có thể tạo ra Rasengan cơ bản dễ dàng hơn và đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với thông thường. Sau này, khi nhận được chakra của lục đạo chân nhân và có chakra của 9 vĩ thú, Naruto có thể tạo ra chiêu thức cực mạnh siêu đại vĩ thú Loa Toàn Thủ Ni Kiếm. Naruto đã thi triển nhân thuật này cùng với 9 phân thân. Mỗi phân thân sử dụng một nguyên tố chakra hoặc sử dụng chakra đặc trưng của từng vĩ thú. Đòn đánh trực diện vào Kaguya khiến bà ta mồm ngập máu và mất kiểm soát chakra. Sau đây, phần 2, tớ sẽ giới thiệu cho các bạn 4 phiên bản kết hợp cực kỳ mạnh mẽ của Rasengan nhé. 1. Rasengan tối thượng Taikyo Kyo Rasengan, người thi triển Minato và Naruto. Phiên bản kết hợp Rasengan đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Dark Tower, nơi Naruto trở về quá khứ và gặp được cha của mình. Sự hợp nhất này được thực hiện bởi Minato và Naruto. Theo như lời Minato nói, thì sự kết hợp của hai chakra giống nhau sẽ tạo nên một sức mạnh lớn và quả đúng là như vậy. Sự kết hợp này đã tạo ra một đòn đánh có hình dạng bất thường, quay nhanh và mạnh đến khi tạo thành một cơn lốc xung quanh nó và đập tan đối thủ. Trong series chính truyện, tại cuộc đại chiến ninja lần thứ 4, trong cuộc đối đầu với Obito, hai cha con Naruto ở trạng thái cửu vĩ âm và dương cũng có màn kết hợp và tạo ra một Rasengan khổng lồ. Mặc dù dùng cầu đao ngọc đỡ lại, nhưng Obito vẫn bị đánh bật lùi lại phía sau. Hai, Yuho Rasen Shoshiken, Naruto và Hinata. Sự kết hợp Rasengan giữa Naruto và Hinata có mặt trong hai phiên bản anime và game, nhưng về lý thuyết thì nó giống nhau. Trong movie The Last, để phá hủy được con mắt tên Sengan, Naruto và Hinata đã nắm tay nhau, sau đó lấy Rasengan trong tay Naruto và bao phủ nó bằng Yuho Shoshiken có hình đầu của một con sư tử lớn màu tím. Trong khi phiên bản game thì đòn tấn công tạo thành một con phượng hoàng do chakra của Kurama. 3.
Sakuton Korinsuku, Sukoku no ya Yoroshiki. Người thi triển Naruto và Sasuke. Sakuton Korinsuku, Sukoku no ya Yoroshiki là một cái tên siêu dài được đặt bởi Namikaze Minato. Và bản thân anh cũng phải thừa nhận nó không được hay cho lắm. Chiêu thức này là sự kết hợp giữa Phu Thông Rasen Shuriken của Naruto và Ên Thông Kagutsuchi của Sasuke, được xuất hiện trong cả anime, manga và game. Vì tỷ lệ giữa gió và ngọn lửa được cân bằng hoàn hảo, nên sức mạnh của kỹ thuật này có thể lao thẳng vào mục tiêu một cách mạnh mẽ. Ngoài ra, trong game Ultimate Ninja Storm thì còn có màn kết hợp giữa Chidori và Rasengan. Kết quả là nó tạo ra một vụ nổ lớn giống như hiệu ứng của vụ nổ xảy ra giữa Rasengan và Chidori chạm vào nhau. Và chiêu thức cuối cùng, 4. Kieruchō Odama Rasengan, Naruto và Boruto. Đây là một phiên bản kết hợp giữa bố con Naruto, tương tự như Rasengan của gia tộc này ở phần trên, thì đây là một biến thể nhưng ở thế hệ mới. Naruto truyền chakra của mình vào Rasengan nhỏ của Boruto với số lượng lớn để trở thành Kieruchō Odama Rasengan mạnh mẽ. Với chiêu thức này, cậu nhóc Boruto đã có thể đả bại Momoshiki, một tộc nhân của Otsutsuki. Vậy là video của mình đến đây là hết. Anh em thấy video này thế nào và thích màn kết hợp nào nhất hay có ý kiến góp ý gì thì hãy để lại comment bên dưới nha. Hãy subscribe kênh và ấn biểu tượng chuông thông báo để đón xem nhiều video hơn nữa nhé. Bây giờ thì đã đến lúc phải chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, cảm ơn nha.